anh ơi, mẹ anh tha cho em đi anh. Mẹ anh ơi, mẹ anh thường thường vậy mấy bữa đi, chừng đợi em có lương em trả cho. Mẹ ơi mẹ, mẹ cứu con với mẹ ơi. Mẹ. Cứu hả? Bây giờ không có nói nhiều, tao sẽ gửi cái clip này cho mẹ mày, cho mẹ mày đem tiền tới chuột mày. Nếu không á, tao sẽ bắt mày đi làm gái để trừ nợ. Không có nói nhiều, dắt nó đi. Mẹ anh ơi, mẹ anh tha cho em đi mẹ anh ơi. Mẹ anh tha cho em đi. Chị Hai uống nước. Chị Hai à, Lan ơi. Dạ. Trời, chị Hai làm gì vậy? Chị Hai cầu xin con á. Chị Hai ngồi dậy. Có gì từ từ nói. Lan, giúp giùm chị Hai đi. Chẳng qua chị Hai làm ăn thua lỗ, thiếu tiền người ta nhiều quá. Bây giờ con Hiền với chị Hai mượn nợ giang hồ. Tao nói đi, lại mẹ đẻ lại con vậy đó, trả không có nổi. Bây giờ nó bắt con Hiền đi rồi. Nó nói 3 ngày nữa mà không có tiền chuộc, nó đưa con Hiền đi làm gái á. Trời ơi. Nè, con coi đi, nó gửi nè. Giúp giùm chị Hai đi con, chỉ có con mới giúp được chị Hai thôi. Chị Hai năn nỉ con á, giúp giùm chị Hai đi để chị Hai cứu con Hiền ra đi. À, thiệt sự bây giờ là con, chị Hai cũng biết là dạo này kinh tế cũng không có được ổn, cho nên là hai vợ chồng con cũng không có dư tiền, mà cũng gần tới Tết rồi. Bây giờ cái chuyện này nó bất ngờ như vậy, con cũng không biết ở đâu có dư tiền để mà con đưa cho chị Hai mượn nữa. Nghĩ cách giùm chị Hai đi con. Con không cứu chị Hai, chị Hai không biết nhờ giả ai hết á. Đi mà chị Hai năn nỉ á. Rồi rồi, chị Hai từ từ. Chị Hai đợi con chút nha. Đợi con chút. Thật ra đây là số vàng mà hai vợ chồng con dành dụm được. Nó cũng không có bao nhiêu hết. Nhưng mà bây giờ chị Hai với lại em Hiền ở trong tình thế này thì con không giúp thì cũng không được. Không có bao nhiêu hết, cho nên là chị Hai cầm đỡ đi, rồi bán ra để mà coi lo cho em Hiền nó về nha. Từ từ trả cho con cũng được, không cần gấp đâu nha. Chị Hai cảm ơn con nhiều lắm, nhưng mà nhiều đây chắc không đủ đâu con. Bây giờ con có quen biết ai không, giúp hỏi mượn giùm chị Hai đi. Giúp hỏi mượn giùm chị Hai. Con nói thiệt chị Hai á, con giúp chị Hai tới đây là quá sức của con rồi. Chứ bây giờ con không thể nào mà con đứng ra con mượn tiền giùm chị Hai được. Với lại bây giờ cũng gần tới Tết rồi, không có ai mà người ta có dư hoặc là người ta dám cho mình mượn đâu. Bây giờ chị Hai cầm cái đống vàng này, chị Hai ráng đi. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu nha. À, thôi để dì Hai về trả đỡ nhiêu đây cũng được. Rồi có gì hẹn lại người ta sao. Dì Hai về lấy lo cho em nha. Dạ dạ. Cảm ơn con nha. Có gì dì Hai cho con hay nha. Rồi có gì dì Hai điện cho con. Dì Hai về nha. Dạ. Anh. Ừ? Em có chuyện này muốn nói. Ừ, anh cũng có chuyện muốn nói với em đó. À, chuyện gì? À, cái chuyện mà tiền hai vợ chồng mình tích góp á, để cuối năm em mở cái chuyện cái tiệm tạp hóa hay sao rồi. Thì thật ra cái chuyện em tính nói cũng là chuyện này. Cái số tiền vàng mà hai vợ chồng mình để dành á, em cho dì Hai mượn rồi. Tại vì dì Hai hùng hạp làm ăn á, đầu tư cái gì đó, xong rồi không có đủ tiền mới mượn mấy cái người mà cho vay nặng lãi. Rồi bây giờ cứ lãi mẹ xin lãi con, dì Hai không có đủ tiền trả. Rồi bọn họ mới bắt bé Hiền mất tiêu rồi. Rồi còn nói là bây giờ mà nếu mà không có đưa tiền là cho con Hiền đi làm gái luôn. Mà lúc đó dì Hai khóc lóc rồi quỵ lụy, rồi cũng năn nỉ này nọ. Em thì em cũng thấy thương mà không lẽ lúc đó mình không giúp. Nên là em không có kịp để gọi cho anh hỏi ý kiến anh. Em lấy vàng em cho dì Hai mượn luôn rồi. Đừng giận em nha. Em xin lỗi. Tưởng gì, sao anh giận em được. Trời ơi, vợ anh hồi đó giờ hiền lành tốt bụng mà. Ai khó khăn không giúp, đó là chuyện bình thường thôi. Nếu là anh cũng giúp nữa. Ờ anh thấy như vậy, để vài ngày nữa thoải mái á, mình về quê ha, thắp nhang cho ông bà, sẵn tiện qua thăm dì Hai coi sao. Dạ. Để em đi dọn cơm cho anh ăn nha. Ừ, cần phụ không? Nói được rồi. Cảm ơn anh lúc nào cũng hiểu cho em. Mệt quá vợ chồng.
Công nhận luôn á, cái chiêu con bày ra xuất sắc đỉnh luôn á mẹ. Trời ơi, mấy người đó họ, họ tưởng là mình nợ nhiều lắm, hào phóng quá trời. Thấy con bị bắt cóc rồi thương xót nữa, cho mình mượn quá trời tiền luôn. Mà họ đâu có biết đâu là chỉ cần cái số vàng của bà Lan bà đưa thôi là mình dư sức mình trả nợ rồi. Công nhận con của mẹ hay thiệt đó nha. Con bày ra cái kế này thật mưu sắc luôn đó, số 1 luôn. Bây giờ nè, để đó đi, không có cần phải trả liền. Để cho mẹ con mình lấy cái số vàng, số tiền đó mình ăn Tết cho nó đã nư đi đã. Rồi á, từ từ trả sao, không? Đương nhiên rồi, mình lỡ muộn thì mình cũng muộn cho thật nhiều luôn. Tết này nè, sắm sửa ăn Tết cho thật là sung tụ, thật là may mắn luôn. Đúng rồi đó, Tết này không cần phải làm gì hết, chỉ ở nhà hả, ăn chơi với hưởng thụ thôi. Vô. Ủa ai, xe ai đậu trước cửa nhà mình ta? Sao giống con Lan vậy? Đúng rồi, con Lan với thằng Quân. Ơi, tháo cái này ra, tháo này ra. Tháo hả? Lẹ lên. Mẹ tháo cái này cho con. Nó vô thế. Lẹ, giấu vô. Ôi mẹ về. Cất cho kỹ nha không? Dì Hai ơi. Dì Hai. Trời ơi. Sao mà dữ vậy Hiền? Có làm sao không em? Không sao, anh chị mới qua hả? Ủa? Dì Hai. Hai đứa mới qua chơi hả? Dạ. Hồi nãy tụi con ghé nhà bác ba thắp nhang cho ông bà, rồi giờ cũng qua để thăm dì với em Hiền. Con có chút quà biếu gì? Trời ơi, qua thăm em á là mừng rồi, còn quà cáp chi không biết nữa. Dạ. Sao em Hiền sao rồi? Ăn uống được không em? Trời ơi, mấy cái thằng nó ác nhân ác đức ghê á. Nó đánh nhỏ coi đó, bầm mặt bầm mày hết à. Rồi chắc nó thôi vô bụng hay sao á. Nhỏ đau bụng tới bữa nay không có ăn uống gì được hết. Ăn cháo không à. Dạ. Rồi dì có sắm sửa gì ở trong nhà chưa? Trời ơi, sắm sửa gì con? Tiền bạc đâu sắm sửa. Coi như không có cái Tết này đi, nhắc tới thêm buồn. Dạ. Tụi con cũng không có nhiều. Con biếu dì để có gì có tiền lo sắm sửa đồ đạc ở trong nhà. Dì cảm ơn con. Chị. Cái gì vậy? Ở đâu mà nhiều vàng dữ vậy anh? Không, cái này vàng giả thôi à, vàng giả thôi. Đâu phải. Cái này là vàng con cho dì mượn mà. Sao dì nói với con dì lấy vàng của con? Dì mượn vàng của con dì đem bán rồi có gì dì chuột con Hiền ra. Ủa còn này nữa nè, hai cái nhẫn của con nè. Nhẫn thiệt mà. Đây coi. Sao vậy? Rồi còn một đống này nữa. Sao quá trời vàng vậy? Ở đâu dì có tiền mà dì mua dữ vậy? Con hiểu lầm rồi, nghe dì nói nè. Chuyện không phải vậy đâu. Thôi dì đừng nói nữa. Vợ chồng con biết hết rồi. Vợ chồng con á, nghe dì nói thương đứt ruột luôn. Tết nhất rồi, có bao nhiêu tiền vàng cũng gom góp đưa cho dì để cứu em Hiền ra. Bây giờ dì lừa gạt vợ chồng con vậy đó hả? Không phải vậy đâu. Thôi bây giờ dì đừng có chối. Tụi con biết hết sự thật rồi. Con giả bộ con vô con coi dì thái độ gì sao thôi. Chứ hồi nãy con đi ở ngoài người ta nói hết rồi. Chà, giỏi quá ha. Chào anh Quân. Trời ơi, lâu quá mới gặp với nhà. Anh chị mới về hả? Dạ. Ừ. Hèn chi em thấy cái xe đó mà em tưởng là ai? Là của anh chị á. Dạ. Cũng Tết nhất tới nơi rồi, anh về thắp nhang cho ông bà. Giờ sẵn ghé nhà dì Hai thăm bé Hiền. Bữa nghe là thiếu nợ rồi bị giang hồ nó bắt cóc, tống tiền gì đó, rồi đánh đập tùm lum hết. Cái gì? Ủa sao em ở gần đây em không biết vụ đó ta? Trời ơi, thiếu nợ gì đâu mà mẹ con người nào người nấy cũng đeo vàng đầy mình hết trơn á, thiếu nợ gì? Bởi vậy còn ăn uống kìa kìa, sung sướng lắm luôn á. Nợ gì đâu mà nợ. Còn cái vụ mà đánh đập mà đòi tiền chuột này kia đúng không? Anh chị đứng đây chờ em chút đi. Em kêu người này ra giải thích cho anh chị hiểu liền. Thiện ơi, Thiện. Thiện đâu rồi? Thiện. Gì vậy chồng? Anh chị này về á, hỏi thăm con Hiền. Nói nó là bị người ta đánh đập và đòi tiền chuột này kia tùm lum hết trơn á. Âu anh giải thích cho anh Quân hiểu đi. Trời cái gì mà hả bắt cóc. Hồi bữa là nó nhờ tôi diễn rồi đánh đập nó này kia để nó quay clip á. Mà nó làm gì tôi không biết. Mà nó đưa tiền tôi làm thôi. Có vậy thôi à. Thôi đi nha, đang bận công chuyện. Đi trước đi anh. Đi, ra xe đi. Cảm ơn chị.
Đó, bây giờ mọi chuyện rõ ràng hết rồi. Thôi, tốt nhất là dì trả lại tiền vàng đi, vậy là xong chuyện. Thực sự là mẹ con em không có cố tình lừa anh chị đâu. Chẳng qua là mẹ con em mượn nợ thiệt, xong rồi mới đi vay mọi người. Mà ai mà biết được là mọi người hào phóng, mọi người tốt quá, cứ mượn là cho, cứ mượn là cho. Cho nên mẹ con em mới tham, mới giữ lại, chẳng sắm sửa cho Tết nó vui vẻ, đón tài đón lộc về, rồi đợi qua Tết có tiền rồi trả cho anh chị, trả cho mọi người. Chứ thực sự là mẹ con em không muốn lừa ai nữa. Nè em, nhà ai không ăn Tết hả? Bây giờ nhà anh cũng khó khăn vậy, có bao nhiêu rồi đưa hết cho nhà em rồi. Trời đất ơi, làm vậy sao được? Thôi bây giờ trả lại đi chứ. Bây giờ con nói dì Hai nghe nè, dì Hai lớn rồi, dì Hai làm vậy dì Hai coi được không? Còn em nữa, chị nói tới cái mức đó rồi em vẫn chối hả? Mấy cái này là em kêu người, em thuê người ta giả bộ thôi. Trời ơi, chị nói tới như vậy rồi mà hai mẹ con em vẫn cố chấp, vẫn tìm lý do này lý do nọ. Bây giờ nếu mà dì không trả số vàng này lại cho con sẽ đi nói hết với mấy cô chú bà con dòng họ của mình. Rồi tới chừng đó dì có nhìn mặt mọi người được hay không thì con không biết. Rồi tình nghĩa bà con dòng họ mình từ đây con coi như là cắt đứt luôn. Nghe từ từ đã, nghe dì nói nè. Trả, dì trả hết lại. Để dì đi bán vàng xong rồi dì trả lại cho mọi người. Bây giờ hôm bữa là con đưa cho dì hai cái nhẫn, hai cái vòng với một sợi dây chuyền. Bây giờ dì đưa ra đây trả cho con trước cái số đó. Luôn cả cái phần tiền này con sẽ không biếu cho dì nữa. Còn số tiền vàng còn lại, con muốn dì mượn ai á thì trả cho người ta đàng hoàng để người ta ăn Tết. Dì biết rồi, dì sẽ bán vàng, dì trả hết tiền cho người ta. Yên tâm đi nha, dì không dám làm vậy nữa đâu. Hai vợ chồng con tha lỗi cho dì nha. Rồi vậy em. Em xin lỗi nha. Mẹ á, tại mẹ mà thành ra như vậy nè. Tại mẹ cái gì mà tại mẹ? Cũng do mày hết á. Mày đòi Tết nhất là sắm sửa cái này, sắm sửa cái kia, rồi ăn món này ăn món kia, cho nên tao mới hùa heo mày làm vậy. Giờ đổ thừa cho tao. Thôi không có nói nhiều nữa, nội trong ngày nay đi bán hết vàng đi, trả cho người ta. Không có Tết nhất gì đây nữa hết, có gì ăn đó, có gì xài đó, hiểu chưa? Mẹ ơi, mẹ không có Tết hả?